Em Thiện xin chào cả nhà nhá. Chào toàn thể anh chị em. Xin mời cả nhà cùng ngắm và thưởng thức năm bánh trắng Vĩnh Khang nở ngày thứ hai nhá anh em nhá. Rất là tuyệt vời cả nhà. Hôm nay thì em Thiện quay video vào buổi sáng để mời cả nhà mình cùng ngắm rồi. Không lỡ hẹn như kiểu hôm qua thì em quay vào buổi chiều. Thì hôm nay anh em có thể nhìn nó khác biệt hôm qua rất là nhiều này cả nhà này. Cánh bay, môi mở đẹp, tròn xoe anh em nhá. Mặt mũi họng quá là tuyệt vời luôn. Và hôm nay em cho hẳn ra bên ngoài này để mời cả nhà mình cùng ngắm cơ. Để em lấy những hình ảnh nét nhất để anh em ngắm và thưởng thức Vĩnh Khang. Phải nói là quá là ổn định đúng không cả nhà. Quá tuyệt vời luôn. Đúng rồi, bây giờ là phải có cái vải đen che vào một cái nữa thì nét căng luôn cả nhà nha. Đây nha, thấy chưa? Đây gọi là hy sinh về nghệ thuật. Đấy anh em nhìn chưa? Nó đã lên tông màu rất là rõ nét. Cánh dày và mùi rất là tròn. Đây là một bông Vĩnh Khang mà nở ở một con kỳ năm nhất. Và anh em đã cắt ra một đoạn để ươm kỳ. Nếu một loại này mà nuôi lên khoảng năm thứ 2, thứ 3 và lên một cây to như ngón tay cái mà nở thì em nghĩ phải trên cả tuyệt vời đấy cả nhà. Mà dòng Vĩnh Khang là rất là khỏe nhá anh em nhá. Theo như bước đầu bọn em thấy và sở hữu cái cây này thì nuôi thì đã lách được một mầm gốc ra tầm khoảng 30 sen. Và bây giờ đang lên một cái mầm gốc 8 sen và cho ra kỳ khá là đạt. Và cái đoạn cắt ươm kỳ tự nhiên kia đã lên kỳ hoàn toàn. Thì anh em biết là có lẽ là nó là một trong những dòng mà dễ làm kỳ. Theo như em nghĩ là như vậy. Gốc rất là khỏe anh em ạ. Đấy anh em cứ ngắm thật kỹ. Sáng nét căng luôn. Em hôm nay thì định livestream để mời cả nhà mình cùng ngắm nhưng mà rất là tiếc là vừa lên đến nơi thì mất điện rồi cả nhà. Thành ra lại không livestream để cho anh em. Nếu mà trưa này có điện thì em sẽ lên livestream trực tiếp để mời mình cả nhà mình cùng ngắm nhé cả nhà nhá. Đấy. Đấy. Hoa này. Cả nhà. Đây. Kỳ đây anh em. Chậu này sáng năm thì sẽ là một chậu tạm tạm đấy anh em ạ. Đấy kỳ bây giờ là đang thoát kỳ này. Đang rất là thoát kỳ rồi. Đang lớn khá là đẹp nha anh em nha. Đấy may quá có điện rồi cả nhà. Em giờ em chuyển sang livestream ở bên Facebook một tí để mời cả nhà ngắm Vĩnh Khang một chút. Quá đẹp luôn cả nhà. Nét căng luôn, không hổ danh là một trong những cái bông top đầu. Phải không cả nhà? Quá là tuyệt vời. Một trong những bông top đầu của trong giới hoa lan chúng ta. Bây giờ thì anh em nào mà chơi am hiểu sâu về cái những mặt hàng của ngành lan này thì anh em biết là những bông nào giá trị. Cây lan này thì vào ngày thì vào cuối năm ngoái bọn em phải nói là gom góp hết tiền ở khu vực trong núi này để công ty vào để đón em nó về núi đấy cả nhà. Sau vài tháng về núi thì em đã sản sinh ra 2 mầm gốc và 6-7 kỳ trên thân và 5-6 kỳ ươm. Nói chung là vượt trên sự mong đợi của bọn em. Và tuyệt vời hơn nữa đó chính là có được mà một mắt liên hoa và nở được 2 bông đẹp như ngày hôm nay để em mời cả nhà mình cùng ngắm và thưởng thức. Và bây giờ bọn em, công việc của bọn em bây giờ là chăm cây cho tốt và nhân ra thật nhiều giống để sau này có được những con giống đẹp nhất và chuẩn nhất và chất lượng nhất để gửi tới cả đại gia đình mình. Khi anh em nào mà yêu và đam mê cái dòng Vĩnh Khang này là bọn em sẽ có giống để chia sẻ cái mặt, một mặt bông đẹp cũng như là niềm đam mê của bọn em tới toàn thể anh chị em chơi và yêu lan trên mọi miền tổ quốc nha các bác nhá. Rất là tuyệt vời cả nhà. Đã có hoa rồi lại còn có kỳ và lại còn lên được mầm gốc nữa thì không có gì tuyệt vời hơn cả nhà. Đấy gọi là một trong những sự mong đợi ước ao lớn nhất của anh chị em chơi lan như kiểu bọn em là cho ra kỳ và ra mầm. Và tuyệt vời hơn đó chính là cho ra hoa và số lượng hoa là một mắt như thế này. Quá đẹp. Ôi em Thiện xin chào và hẹn gặp lại cả nhà nha. Chúc anh chị em có một ngày làm việc vui vẻ. Xin chào, hẹn gặp lại toàn thể các bác.